Bác ta Miso Kim Anh bị bạn trai đánh sưng mặt trong ngày sinh nhật, Tùng Leo kêu gọi sự tẩy chay mạnh mẽ. Bác ta Miso Kim Anh mới đây đã chia sẻ chuyện bản thân mình bị bạn trai đánh. Hiện tại sự việc đang gây xôn xao dư luận. Dân mạng bức xúc đòi tẩy chay người đàn ông này. Bác ta Miso Kim Anh ngày 4 tháng 12 khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì cô chia sẻ chuyện bản thân bị bạn trai bạo hành. Theo đó, nữ MC sinh năm 1991 bị bạn trai là một người chơi trống, bạo hành sưng mặt ngay trong ngày sinh nhật. Sau đó trên trang cá nhân, Miso chia sẻ, đầu tiên cho Miso gửi lời cảm ơn các anh chị em bạn bè, các bạn fan, follower đã quan tâm, hỏi thăm đến mình. Hiện tại sức khỏe mình ổn và mình thật sự đang rất đau lòng về sự việc này. Mình xin đính chính lại một số thông tin như sau, sự việc không may này xảy ra vào tối qua, mình cũng đã trình báo với công an và đến bệnh viện kiểm tra. Mình chọn cách giải quyết theo đúng quy trình pháp luật. Sau đó, MC chia sẻ bản thân rất buồn vì để xảy ra sự việc như vậy. Cô tâm sự, đây là chuyện rất buồn với mình và gia đình mình. Mình thật sự không muốn lan tỏa những thông tin và hình ảnh đau lòng này thêm nữa. Và mình hoàn toàn không muốn bôi bác hay hạ bệ bất kỳ ai. Ai làm sai mình đã trình báo với cơ quan công an để xử lý. Trước sự việc Makamiso bị người yêu là một người chơi chống bạo hành sưng mặt ngay trong ngày sinh nhật, MC Tùng Leo đã lên tiếng cho biết mình sẽ không đứng chung sân khấu. Trường quay với người này. Dưới bất cứ lý do gì, việc hành hung phụ nữ mà người đó là bạn gái mình trong ngày sinh nhật nữa thì đó là hành động xúc sinh. Tôi xin phép không đứng chung sân khấu, trường quay với bất cứ trường hợp nào với kẻ này. Mong pháp luật, công luận, cộng đồng mạng, anh em nghề nghiệp công tâm. Xã hội này cần văn minh, MC Tùng Leo chia sẻ. Không chỉ Makta Tùng Leo mà cộng đồng mạng cũng bức xúc với hành động của bạn trai Makta Miso Kim Anh. Một độc giả có nickname Bình Minh viết, đã đến lúc cái showbiz Việt cần thanh lọc hết những người mang mác nghệ sĩ nhưng sống vô đạo đức, hành hung người khác. Một độc giả có tên An Thùy viết, nói trừ đánh vô mặt không chỉ nguy hiểm cho bạn nữ mà nguy hiểm cả xã hội nữa. Nữ độc giả có nickname Băng Linh chia sẻ, năm 2022 rồi mọi người ơi, là phụ nữ, cố gắng nhất có thể để bảo vệ và yêu thương chính mình. Còn đàn ông có thể bảo vệ và yêu thương mình thì mình hãy ở bên cạnh, không thì cứ tạm biệt càng sớm càng tốt, không được để chính mình thiệt thòi phụ nữ ơi. Phần đa ý kiến của cộng đồng mạng là nên tẩy chay bạn trai của MC Miso Kim Anh. Đồng thời cũng phải làm trong sạch showbiz để nghệ sĩ ý thức hơn trong việc giữ gìn đời tư. Về đời tư Makta Miso Kim Anh, cô là một trong những hot girl được nhiều người yêu mến. Cô nàng sở hữu đôi mắt một mí đặc biệt, gương mặt đậm nét Á Đông và nụ cười tươi tắn. Với những lợi thế ngoại hình, Miso Kim Anh bén duyên nghệ thuật qua lĩnh vực diễn xuất, người mẫu ảnh. Bên cạnh đó, Miso Kim Anh còn gây ấn tượng bởi chất giọng truyền cảm, hoạt ngôn cùng lối trò chuyện duyên dáng. Do vậy, người đẹp đa di năng lấn sân sang làm VJ, mắc ca và gặt hái nhiều thành tích. Đáng chú ý nhất phải kể đến danh hiệu top 6 cuộc thi Én Vàng năm 2017 của Miso, đưa tên tuổi cô nàng đến gần hơn với khán giả.